Các mẫu xe điện của Tesla đã nổi tiếng với khả năng thực hiện nhiều tác vụ phức tạp thông qua hệ thống máy tính, thường được so sánh như máy tính gắn bánh xe. Khả năng của các mẫu xe Tesla đã khiến nhiều người thán phục. Tuy nhiên, liệu điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống máy tính trên một chiếc Tesla bị tắt ngay trong lúc xe đang chạy trên cao tốc? Một tình huống thú vị đã được thử nghiệm tại bang California, Mỹ. Một người dùng tại đây đã quyết định thử nghiệm bằng cách buộc hệ thống máy tính trên chiếc xe điện Tesla Model X Plaid của mình phải khởi động lại trong khi đang di chuyển trên đường cao tốc. Để thực hiện việc khởi động lại hệ thống, người chủ xe đã giữ nguyên hai con lăn điều khiển trên vô lăng. Kết quả, màn hình trên xe đen thui sau một tiếng bíp cảnh báo, đồng thời bước vào quá trình khởi động lại hệ thống. Đáng chú ý, dù hệ thống máy tính tắt nhưng chiếc xe vẫn duy trì tốc độ di chuyển bình thường. Chưa đầy một phút sau, màn hình hiển thị trên xe đã phục hồi và hệ thống máy tính tiếp tục hoạt động như bình thường. Điều này cho thấy, việc khởi động lại hệ thống chỉ ảnh hưởng đến một phần chức năng liên quan đến giải trí và điều khiển xe, chẳng hạn như hệ thống autopilot. Sự việc này thực tế là ví dụ cho xu hướng trang bị các dòng xe hiện nay với hệ thống máy tính mạnh mẽ hơn cần thiết, cùng với khả năng cập nhật phần mềm từ xa. Nhờ sự mạnh mẽ của hệ thống này, các nhà sản xuất có thể cải tiến, tối ưu và mở rộng tính năng của xe sau khi đã xuất xưởng, tạo điều kiện cho việc kéo dài tuổi thọ và độ tương thích của xe với các phần mềm và công nghệ mới. Tuy nhiên, Tesla cũng khuyến nghị người dùng nên khởi động lại hệ thống máy tính khi xe đang dừng đỗ để đảm bảo tính ổn định và tránh tình huống không mong muốn khi đang di chuyển.